Múc đất sang đồi, gia chủ phát hiện hai tảng đá kỳ lạ. Dân mạng xem xong liền cho lời khuyên. Một thanh niên mới đây đã chia sẻ lại một trải nghiệm có phần lo sợ của cả làng. Khi một gia đình trong thôn đào được hai tảng đá kỳ lạ dưới lòng đất. Theo như thanh niên này chia sẻ, trong khi gia đình đang múc đất sang đồi để trồng trọt, thì phát hiện hai tảng đá có hình cụ rùa và cá voi nằm ở dưới thửa đất này. Được biết, sau khi phát hiện ra hai tảng đá kỳ lạ, gia chủ đã không hề suy nghĩ về những điều cấm kỵ trong phong thủy, mà gọi người tới bán đi với giá 1 triệu đồng cho cả hai tảng đá. Sau khi dân làng nắm được sự việc trên thì đã vội vàng tìm kiếm người mua để thương lượng với mong muốn được chuộc hai tảng đá này về lại chỗ cũ. Đoạn video sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến không ít người xem cũng lo lắng thay. Một số người có tài am hiểu về phong thủy thì cho rằng đây là vùng đất có mộ của gia đình có của cải chôn cất. Rùa và cá voi là thuật phong thủy ẩn thân che mắt người khác. Bên cạnh đó, một số ít thì nói, theo quan điểm người xưa, rùa và cá là để trấn yểm. Hai vật này không nên bán mà nên đưa vào chùa, vào đình hay chỗ nào linh thiêng. Nếu phạm kỵ sẽ gặp những điều không may xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.